Đây là chai Coca, khi mình thả nó vào và nó vẫn đang sủi tăm rất là nhiều, chứng tỏ là Coca đang tác động với lại hạt nó rất là mạnh. Đây là chai Coca, khi mình thả nó vào và nó vẫn đang sủi tăm rất là nhiều, chứng tỏ là Coca đang tác động với lại hạt nó rất là mạnh. Đây là kết quả của hạt nó sau khi ngâm trong Coca 24 tiếng. Thì đây các bạn có thể nhìn này. Đây kết quả sau khi đổ hết Coca ra.